Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast, mình là Chi Nguyễn. Các bạn ơi, thời gian vừa rồi thực ra mình rất là stress bởi vì à, cái quá trình phát hành một cuốn sách về chủ người tối giản gặp rất nhiều khó khăn. Đây là lần đầu tiên mà mình tự xuất bản và phát hành một cuốn sách giấy không qua nhà sách cho nên mình thiếu rất nhiều kinh nghiệm và bản thân mình ở nước ngoài do vậy cái thời gian rất là hạn chế mình chỉ có thể liên hệ với mọi người online và khi mọi người muốn gặp mình thì cái mùi giờ nó check ấy, cho nên mình không nắm được nhiều thông tin về phát hành và xuất bản sách tại Việt Nam, đặc biệt là sách ở trên những sàn giao dịch thương mại điện tử. do vậy là mình đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xuất bản sách. thế nhưng mà các bạn yên tâm là một cuốn sách về chuyện thời gian sẽ đến tay bạn trong thời gian sớm nhất. mình đã nỗ lực cố gắng và tim của mình đã hoạt động hết mình để có thể đưa đến cuốn sách cho các bạn trong thời gian sớm nhất. vì vậy nếu các bạn chưa kịp cái lần đặt trước pre-order vừa rồi thì hãy à, chờ mình thêm một chút nữa và khi nào có link sách chính thức thì mình sẽ cập nhật ở show notes cho các bạn có thể theo dõi à, hiện nay thì à, các bạn hãy tin rằng là cuốn sách đã đã in xong và mình đã cầm cuốn sách trên tay rồi mình chỉ cần tìm ra cái con đường mà đưa đến các bạn một cách tốt nhất và chuyên nghiệp nhất thì trong cái cuộc hành trình mà làm sách như vậy á thì nó cho mình rất nhiều cái suy nghĩ và um, nó khiến mình trở lại với cái suy nghĩ là tại sao phải đọc sách, tại sao mình lại phải cố gắng mình làm ra một ấn phẩm sách như vậy, trong khi đó thì mình có blog. <laughs> Cũng là một nền tảng các bạn đọc rất là nhiều và đặc biệt là rất nhiều nội dung trong blog là cái xương sườn để mình làm cuốn sách. Tại sao mình lại viết sách và tại sao mình phải trải qua rất nhiều cái khó khăn như vậy để in ấn để tái bản một cuốn sách. Tất nhiên là tiền là một trong những cái động lực Nhưng mà thực sự nói thần thật, thật với các bạn Đến cái giai đoạn này thì mình thấy rằng là Cái chi phí, cái công sức mà mình bỏ ra Để làm cuốn sách này nó thực sự Nó không thể, không có một đồng tiền nào có thể so sánh được nếu mình quay lại thì mình sẽ, mình chắc chắn là mình sẽ nói là mình gần như làm không có lợi nhuận bởi vì là cái công sức mình bỏ ra quá là lớn. Thế nhưng mà tại sao mình lại muốn làm và mình rất rất là muốn làm và mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc bởi vì đối với mình cuốn sách là có ý nghĩa rất là lớn. Thế nên trong cái podcast ngày hôm nay thì mình muốn nói về cái chủ đề đó. Tại sao mình lại phải đọc sách trong khi đó mình có blog mình có internet mình có những cái youtube hay là podcast như thế này những cái thông tin mà mình có thể uh, nghe được cập nhật được đọc được nó bằng cái khác mà tại sao mình lại cần phải đọc sách và ngày trước ấy trùng hợp là cái thời điểm khi mình trước khi mình viết cái cuốn sách một cuốn sách và chủ cái tối giản lần đầu tiên là vào ngày 30 tháng 5 năm 2018 thì mình mới có viết một cái post ở trên mạng xã hội Instagram và Facebook à, có tiêu đề năm lý do để đọc sách nhiều hơn từ quan điểm của một người viết. Thì trong cái bài viết này mình nêu ra năm cái lý do tại sao mà theo mình là một người viết á, mà hồi đấy mình chưa xuất bản sách ấy, thì cái việc đọc sách nó khác so với cái việc đọc những cái khác hơn như thế nào và tại sao bạn nên đọc sách thì <laughs> tại sao mình đã viết cái bài viết này thì cũng cái thời điểm đấy thì mình đang lên dây cót để mình viết một cuốn sách về chủ bị thối sản lần đầu tiên và hy vọng có thể phát hành được à, trong năm đó thì cuối cùng thì mình mình có phát hành được thế thì nhưng mà cái cái quá trình mà mình viết cái bài này ấy thì cái câu chuyện đằng sau là bởi vì là mình cũng đang cố gắng để để làm một cái ấn phẩm sách cũng hệt như mình bây giờ và mình viết cái bài này để mình tự động viên bản thân là mọi người sẽ trân trọng cái cuốn sách và có cái lý do tại sao mà mọi người vẫn nên đọc sách và những người tác giả như mình mặc dù có blog, youtube, podcast rồi vẫn nên xuất bản sách. Do vậy hôm nay mình sẽ đọc lại cho các bạn bài viết này và nói chuyện thêm về đề tài đọc sách này nhé. Nhưng trước khi vào tập podcast thì mình muốn thông báo với các bạn rằng là kèm theo tập podcast này là một cuốn sách nói miễn phí được tặng bởi Phonos. Cảm ơn Phonos rất nhiều đã tặng cuốn sách bắt đầu với câu hỏi tại sao của tác giả Simon Sinek miễn phí cho khán thính giả của The Present Writer Podcast. Cuốn sách này nó có nghĩa rất lớn với mình bởi vì nó dạy cho mình À, làm sao bắt đầu với tư duy mở, tư duy phát triển, mình học để mình đặt câu hỏi và mình phản biện tốt hơn, cũng như mở mang kiến thức hơn và tìm được cái giải pháp tốt hơn trong cuộc sống của mình. Thì nếu mà các bạn chưa biết đến Phonus thì đây là nền tảng sách nói có bản quyền hàng đầu tại Việt Nam. Và mình rất là thích Phonus bởi vì mình sống ở nước ngoài và không có điều kiện để đọc sách giấy nhiều và quá đắt đỏ để mình có thể ship sách giấy sang Mỹ để đọc. Do vậy Phonus thực sự là cứu cánh của mình trong thời gian vừa rồi, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh mình không có điều kiện về Việt Nam. Và vật lý một chút là tương lai một cuốn sách về chủ người tối giản sẽ có mặt ở trên Phonus dưới dạng sách nói. Mình sẽ đọc 100% bài nói vì vậy song song với việc nghe tập podcast này hãy theo dõi hành trình của mình và phonos và cũng như download cuốn sách miễn phí ở trong đường link tới show notes nhé năm lý do để đọc sách nhiều hơn từ quan điểm của một người viết thứ nhất sách có khả năng truyền tải kiến thức một cách cặn kẽ rõ ràng có hệ thống hơn nhiều so với báo mạng facebook hay blog để cho ra đời một cuốn sách cần có cả một ekip biên tập, xoa lỗi, sửa bản in nhiều lần để đảm bảo chất lượng của từng trang viết trước khi tới tay người đọc. Bởi thế, cầm một cuốn sách lên, ta thường cảm thấy tự tin, hứng khởi, sẵn sàng đầu tư thời gian để đọc chậm và kỹ hơn. Với cái ý này, ý mình muốn nói rằng là khi mà các bạn làm một cái ấn phẩm sách ấy, nó đòi hỏi rất là nhiều công sức kể cả mình đã thái bản đến lần thứ hai rồi nối bản lần thứ ba thì mình vẫn phải đầu tư hàng tháng trời để mình làm việc để mình uh, làm mới bản thảo mình sửa bản in mình làm việc với editors để mình có thể tạo ra cái phiên bản tốt nhất cho người đọc còn thì trong khi đó thì mình viết blog ấy, thì mặc dù mình là một trong người viết kỹ <laughs> rất là kỹ mình vì mình kỹ tính nhưng mà bài blog mà mình click upload đôi khi nó cũng có rất nhiều cái lỗi sai uh, lỗi chính tả lỗi đánh máy mà rất nhiều bạn đọc chỉ ra cho mình thì mình sửa lại rất là nhanh cái sự cần thiết của ekip là không có thì nó cũng có cái hay ở chỗ là nó cho phép tất cả ai mà thích viết cũng có thể đăng blog nhưng cái không tốt ở chỗ ấy là đôi khi khi mình đăng một cái bài blog ấy, thì mình không có cái sức nặng nhiều như khi mình viết do vậy cái cái vấn đề là mình đi nghiên cứu um, nội dung để chắc chắn cái thông số mình nói ở trong bài blog nó có chính xác hay không thì cái đấy thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái sự cẩn thận của người viết có cái bài blog kể cả khi mà họ có viết cái thông tin không kiểm chứng thì rất là khó để bạn có thể chỉ ra là nhà xuất bản nào có trách nhiệm để kiểm chứng cái thông tin này tất cả đều là phụ thuộc vào cái người viết blog thôi Thôi. Thế do vậy là khi mà một cái cuốn sách ra đời ấy, nó phải trải qua rất nhiều công đoạn nó chắc chắn là khi đến tay bạn là một cái sản phẩm nó phải có chất lượng rồi ở cái mức độ nào đấy Thế do vậy là cái cuốn sách ấy, nó vẫn có cái giá trị cao hơn hẳn những cái blog hay là những cái youtube những cái podcast những cái, cái thông tin ở trên mạng thông thường lý do thứ hai đọc sách nhiều hơn đọc sách giúp cho tâm hồn thư giãn an yên khác với những mẩu tin nhanh những dòng thật tít gây chú ý trên mạng sách hút người đọc vào một không gian yên tĩnh, chậm rãi, tập trung. Đọc sách và đắm mình vào thế giới sách, ta có thể tạm tách mình khỏi cuộc sống ồn ào, gấp gáp bên ngoài. Ý này thì nó làm mình gợi đến một cái bài nói chuyện mà như là chị Thùy Minh nói với mình. Chị nói là đọc sách là một cái điều duy nhất mà mình chỉ có thể đọc sách cho mình không làm một cái điều gì khác nữa. Tại khi mà bạn cầm một cuốn sách lên á, thì mình không thể nào mình vừa cầm vừa đọc sách mình vừa rửa bát hay là mình vừa đọc sách mình vừa trông con chẳng hạn mình đọc sách là mình tập trung toàn bộ cái tư tưởng của mình vào cái cuốn sách mình rất là đồng ý với cái cái suy nghĩ này bởi vì là đối với mình ấy cái routine hàng ngày của mình ấy, là mình thường mình làm nhiều thứ cùng một lúc ví dụ như là mình nghe podcast mình rửa bát chẳng hạn hay là thậm chí là mình vừa trông con là mình lại vừa nấu ăn chẳng hạn hay là mình À, vừa nghe nhạc, mình vừa làm việc chẳng hạn. Nhưng mà riêng với cái việc đọc sách á, thì mình hay để lại vào cuối ngày. Trừ những cái cuốn sách mà mình phải làm việc, mình phải kiểu như là cuốn sách học thuật á, thì mình có đọc ở trong ngày trước khi mình làm việc. Nhưng mà những cái cuốn sách mà như kiểu để mình chiêm nghiệm ở cuộc sống thì mình suy nghĩ thì mình hay đọc vào cuối ngày để cho mình hoàn toàn thư giãn trước khi mình đi ngủ mình luôn luôn có một cái cuốn sách gọi là sách khối đầu giường ấy thì mình đọc để mình thư giãn tâm hồn trước khi đi ngủ vì nó thực sự nó khiến cho mình kiểu như là mình có cái sự tập trung rất là đặc biệt và cái sự an yên rất là đặc biệt kiểu như cảm thấy khi mình cầm lên cuốn sách á, là cả thế giới im lặng và khi mình đọc sách á, mà mình tập trung á, mình thấy rằng à mình vẫn còn cái sự tập trung vì có thể cả một ngày mình Uh, lăn lóc <laughs> mình làm những cái việc linh tinh mình làm việc này mình làm việc kia mình không có sự chú ý nhưng mà đến cuối ngày mình ngồi xuống mình đọc một cuốn sách mình thấy à mình vẫn có cái sự tập trung mà mình muốn đây gọi là an yên và mình rất là thích cái cái giây phút đọc sách trước khi đi ngủ và bản thân mình mình cảm thấy rằng là những cái ngày mà mình đọc sách trước khi đi ngủ thì mình ngủ sâu hơn mình ngủ ngon hơn là những cái ngày mà mình ví dụ như là xem youtube trước khi đi ngủ hay là mình check comment ở trên mạng trước khi đi ngủ thì rất là hay có những điều mà mình khiến cho mình suy nghĩ thì, thì đây là cái ý thứ hai mình nghĩ là tại sao các bạn nên đọc sách Bởi vì nhiều khi đọc sách nó không nhất thiết là kiểu như là có thêm kiến thức kỹ năng tất nhiên là một phần nhưng mà nhiều khi mình đọc sách là chỉ để cho cái tâm hồn cái sức khỏe tinh thần của mình tốt hơn thì đây là cái điều mình nghĩ rằng là chỉ riêng có sách mới có thể mang lại lý do thứ ba Là đọc sách nhiều hơn ai cũng có thể viết status facebook nhắn tin cho nhau cả ngày nhưng không nhiều người có thể viết sách viết sách đòi hỏi kiến thức, sự tập trung, tính kỷ luật và sức sáng tạo không mệt mỏi của người viết. Bởi vậy, một cuốn sách tâm huyết còn truyền được nguồn năng lượng tích cực đến người đọc, tiếp thêm động lực để làm việc hiệu quả hơn và sống có ý nghĩa hơn. Cái này hoàn toàn đúng. <laughs> Ai cũng có thể viết được, nhưng mà để viết một cuốn sách, thứ nhất đòi hỏi kỷ luật rất là cao cái tính kỷ luật để mà hoàn thành được từng chương trong cuốn sách và đến cái cuối cùng á nói đòi hỏi một cái một khả năng mà phải cực kỳ là đặc biệt và và cố gắng không mệt mỏi của một con người thì mới có thể hoàn thành được một cuốn sách có rất nhiều người người ta viết rất là hay bạn bạn bè mình có rất nhiều người viết là hay rất là hay thậm chí còn hay hơn của mình nhưng mà các bạn ấy không bao giờ nghĩ chuyện viết sách các bạn chỉ mới viết ở trên Facebook thôi hay là chỉ mới viết ở trên trang cá nhân thôi nhưng mà không có viên viết thành cuốn sách thậm chí khi mà nhà xuất bản có đề nghị, có mời các bạn viết thì các bạn cũng từ chối vì các bạn biết rằng là cái thời gian thì có thể có nhưng mà cái tâm huyết, cái khả năng mình ngồi lại mình tập trung, mình sửa lại từng bài viết của mình hay là mình viết mới ấy, nó là cả một cái khối lượng công việc mà có nhiều người người ta nghĩ đến người ta đã, người ta đã ngất rồi. Chưa chưa nói là đến việc người ta làm được. Và cái này nói ra không phải để tung hứng <laughs> hoan hô mình bởi vì mình là một người tác giả sách mình chỉ muốn nói rằng là cái việc viết sách ấy, nó khiến cho mình trưởng thành lên rất là nhiều. Bản thân mình ấy, thì mình đã từng xuất bản rất là nhiều nghiên cứu khoa học được quyểm duyệt 3, bốn năm lần xuất bản hàng năm trời mới được lên một tạp chí nghiên cứu khoa học hàng đầu. Đấy, nhưng mà mình nói thật đừng nói với ai nhé, nhưng mình chưa bao giờ mình tự hào bằng một cuốn sách về chủ nghĩa tối gian. Viết một bài nghiên cứu khoa học khó khăn lắm, nhiều công trình mới làm được và có cái danh vọng cao hơn thật đấy nhưng mà viết một cuốn sách ấy, nó thể hiện nhiều hơn về con người khi mình viết xong một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản mình xuất bản được nó mình biết rằng là từ nay về sau ấy, mình có thể viết tất cả mọi thứ không có cái gì có thể làm khó mình được trừ những cái giai đoạn khó khăn về giấy tờ khi phát hành sách bây giờ nhưng mình sẽ vượt qua ý mình muốn nói rằng là khi mình đã viết được một cuốn sách rồi ấy, thì mình mới hiểu được là à những cái người viết mà ra được cuốn sách ấy, người ta phải tâm huyết như thế nào và mình cảm thấy là tự hào vì ở trong cái hàng ngũ đó thì đấy là là cái suy nghĩ của mình ở trong cái cái lý do thứ ba này thì khi mà bạn cầm lên một cuốn sách ấy, thì bạn thấy được là cái sự cố gắng cái nỗ lực để mà làm được cái cuốn sách như vậy thì nó cũng truyền cảm hứng cho người đọc nếu mà bạn muốn làm một cái gì đấy mà bạn chưa làm được hoặc là bạn muốn ra một cuốn sách thì đó là một cái điều mà bạn bạn có thể được truyền cảm hứng từ cuốn sách Chứ không phải những cái status hay là những cái dòng giật tít trên mạng xã hội như bây giờ Lý do thứ tư để đọc sách nhiều hơn Đọc sách dành cho ta tính kinh nhẫn, sự tập trung, cách hạ cái tôi của mình xuống để nhập vào mạch suy nghĩ của người khác Hầu như ai cũng có thể đọc chấp nhóng vài câu trên mạng Xem qua loa đôi ba video giải trí và buông lời, tức là gõ phím Chỉ trích ngay được nhưng không dễ gì để đưa ra ý kiến chủ quan của mình về một cuốn sách trước khi đọc nó, đặc biệt là trước khi đọc hết nó, đặc đến cuối cùng. Sách buộc ta phải đọc chậm lại, tập suy nghĩ thấu đáo và đặt mình và tâm tư của người viết trước khi đưa ra ý kiến riêng. Trẻ con đặc biệt học được nhiều về tư duy và cách hành xử nếu có thói quen đọc sách từ nhỏ. Đúng vậy, mình cảm thấy rằng là ngày nay, đặc biệt là thời điểm hiện nay, ngày xưa khi mình viết cái bài viết này là năm 2018 thì chưa có TikTok. Nhưng mà ngày nay với cái, cái nền tảng nhanh như TikTok hay là IG Reels á, mình thấy là cái sự tập trung của mọi người rất là thấp. Bản thân mình thấy như kiểu như khi mình đăng một cái tin thông báo ở trên Facebook á, về cái gì đấy á, mọi người đọc rất là nhanh và thiếu thông tin rất là nhiều bởi vì tại sao mình viết ở vì phần comment các bạn hỏi đúng y những cái mà mình đã viết ở phía trên phần post. Cái này mình chưa bao giờ gặp đối với những bạn mà đọc sách. Thậm chí đối với những bạn đọc sách á, bạn thường xuyên screenshot hoặc là chụp hình lại cho mình Chị ơi, cái phần này chị dùng cái từ này có nghĩa là gì? Trong cuốn sách có cái phần này, em thấy chưa rõ hay là chị ơi cái phần này như là dấu phẩy dấu chấm có vấn đề chẳng hạn. Các bạn còn nhắn cho mình những cái như thế ở trong một cuốn sách và chủ đề đối xạ. Các bạn biết rằng là cái sự tập trung khi mà đọc sách nó, nó cao hơn hẳn cái tập trung khi mà mình xem cái thứ trên mạng như thế nào. Do vậy mình nghĩ rằng là cái việc đọc sách ấy nó cũng là một cách để rèn luyện cái sự tập trung cho mình rất là tốt. Và thực ra thì rất là khó để bây giờ mà các bạn có cái thời gian, đặc biệt các bạn trẻ mà bên ngoài TikTok, bên ngoài Instagram, bên ngoài YouTube để các bạn tìm thời gian, các bạn đọc một cuốn sách. Cái đấy nó rất là khó đối với nhiều người bởi vì là những cái nền tảng đấy nó thực sự nó hút mình lại và nó được xây dựng theo cách để nó khiến mình không thể nào rời khỏi những cái nền tảng đấy. À, bản thân mình là người sáng tạo nội dung thật và mình cũng có kênh tiktok cũng có kênh instagram cũng có kênh facebook và youtube nhưng mà mình cố gắng là mình bên cạnh những cái nội dung mà mình để cho bạn giải trí chẳng hạn thì mình có những cái nội dung để giúp cho bạn tập trung hơn và đưa ra cái cái lời khuyên cái kiến thức cái kỹ năng cần thiết nhưng mà tất nhiên không thể nào bằng khi mà mình viết một cuốn sách được cho nên mình rất là trân trọng những bạn độc giả hả? bởi vì là những bạn mà cầm lên cuốn sách chứng tỏ là các bạn cực kỳ là những người kiên nhẫn tỉ mẩn và yêu những cái thứ mà nó chậm, nó sâu. Hiện tại là cái lý do mà mình thấy rằng nếu mà các bạn muốn những cái tính từ đó cho mình ấy, thì các bạn rất là nên rèn luyện kỹ năng đọc sách. Lý do cuối cùng, lý do thứ năm để đọc sách nhiều hơn. Một cuốn sách hay là một người bạn tốt mà ta có thể quay lại gặp gỡ nhiều lần. Người bạn này không bao giờ phán xét mà chỉ thủ thủy tâm tình, gợi mở suy nghĩ mà thôi ta cũng có thể giới thiệu hay tặng lại sách cho người khác để chia sẻ tình bạn này hay dùng nó để truyền đạt ý tưởng, thay lời muốn nói. Và cũng như mọi mối quan hệ thân thiết trên đời, nếu ta dành thời gian cho sách và mở lòng khi đọc sách, sách cũng sẽ cho ta thời gian, kiến thức và sự sẻ chia mà ta hằng mong muốn. Đối với mỗi cuốn sách mà mình từng đọc á, thì những cuốn sách mình thích á, thì mình thường đọc lại hai lần. Có những cuốn sách đặc biệt ở trên sách nói, mình còn nhớ là có cuốn sách mình còn nghe lại ba bốn lần vì mình thấy hay quá. Tặng một lần nó không thỏa mãn và đôi khi những cái điểm khác nhau trong cuộc đời ấy, mình đọc lại để mình mình học hỏi hơn. ví dụ như cuốn sách bắt đầu với câu hỏi tại sao và mình người phụ phối hợp để tặng cho các bạn miễn phí cho cái tập podcast này á là mình đã từng đọc nó hai lần. Thứ nhất lần đầu tiên là đọc sách giấy và thứ hai là nghe sách nói thì cả hai lần mình có cái trải nghiệm rất là khác nhau và ở trong hai cái thời điểm trong cuộc đời mình rất là khác nhau. Lần đầu tiên khi mình đọc thì mình rất là thích cái concept của cái tác giả là bắt đầu với câu hỏi tại sao và mình luôn luôn là mình có cái suy nghĩ đấy trong đầu mình khi mình hỏi tại sao lúc đầu thì cái phần đọc đầu tiên là cái concept mình rất là thích. Lần đọc thứ hai bởi vì mình đọc trên sách nói thì mình cảm thấy là mình hơi mông lung một chút Kiểu như mình không scan được, mình không đọc nhanh được ấy À, nhưng mà vì mình nghe ở trên audiobook ấy, thì nó khiến cho mình lĩnh ngộ thêm nhiều cái hay hơn ví dụ cái ví dụ hay là những cái cái dẫn giải ấy. tại sao người ta có cái concept có cái suy nghĩ này nó kỹ hơn và đôi khi mình kiểu như là cái lần thứ hai mình nhớ mình nghe sách nói thì mình kiểu như mình mình kiểu như là mình đầm vào cái 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 dòng suy nghĩ tác giả mình mình nghĩ đến cái câu chuyện của mình nghĩ đến những cái liên tưởng của mình tốt hơn vì là lần thứ hai mình đọc thì mình thấy rằng là đúng như mình như lời mọi người nói là sách là một người bạn nhưng mà cái quan trọng hơn là người bạn đấy không có phán xét tức là sách người ta không có <laughs> nói lại mình <laughs> nói ta chỉ thủ thị tâm tình với mình và mình luôn luôn có thể quay lại để để gặp cái người bạn cuốn sách này khi mà mình có cái suy nghĩ trưởng thành hơn thì mình sẽ thấy là người bạn đấy sẽ nói những cái điều mà ý hệt như thế nhưng mà có cái sắc thái khác hơn và cái bài học mình học được tốt hơn thì đó là cái điều mình thấy rất là tốt khi mình mình nghe sách mình đọc sách các bạn vừa lắng nghe 5 lý do để đọc sách nhiều hơn từ quan điểm của một người viết và bây giờ mình có thể bổ sung là từ quan điểm của một người viết và tác giả sách Ý, như vậy nói từ ban đầu ấy, thì cái lý do mà mình làm cái podcast này là để nói cho các bạn những cái lý do thì các bạn có thể đọc sách nhưng mà đúng hơn là cũng có thể một phần nào để um, có lẽ là để an ủi cho tâm hồn của mình là giúp cho mình có thêm động lực để mình hoàn thành công cuộc tái bản được phát hành một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản phiên bản 2022 đến cho các bạn đọc và các bạn khán thính giả của The Present Matter Podcast. Mình nghĩ rằng là cái điều mình học được trong cái tuần vừa qua làm sách á, là cái tâm huyết của người tác giả đổ vào một cuốn sách là rất là nhiều à tất nhiên là khi mà cầm sách thì cũng có người này người kia có người thích có người không sẽ có những bạn đang nghe podcast rất là thích podcast nhưng mà có thể các bạn đã không thích sách của mình mình chấp nhận cái điều đó hay là cũng như là trong cái quá trình mà mình tự xuất bản sách và mình tự phân phối á thì sách đến tay bạn nhiều khi nó cũng có lỗi hay là nó có bị cong mép hay là nó bị bụi chẳng hạn thì cái điều đấy thì bản thân mình là một người thích sách á, thì mình rất là không muốn cái điều đấy xảy ra mình rất là yêu sách mình rất là nâng niu cuốn sách của mình mình ước là mình có thể về việt nam để mình gói từng cuốn sách cho các bạn các bạn tin mình là điều đấy nhưng mình không có điều kiện mẹ mình là người gấp từng cái hộp và ba mình là người gói từng cuốn sách và anh trai mình là người chuyển sách cả gia đình của mình đầu tư rất là nhiều vào cái dự án sách này không phải là bởi vì là à, mình tiết kiệm mình không thuê người làm À, rất nhiều người nghĩ là như vậy nhưng mà thực ra không phải có rất nhiều lý do thứ nhất là vì dịch bệnh cách ly mình không muốn là có thêm người vào trong khi đó có một giai đoạn thì à, gia đình mình cũng phải cách ly thứ hai nữa là thực ra cả gia đình mình có cái đóng góp rất lớn trong cái dự án sách này. Ba mẹ mình chính là những người đọc bản bông đầu tiên của cuốn sách này ngay từ phiên bản đầu tiên và dò soát lỗi hàng tháng liền cùng với mình đối với phiên bản này. Đối với ba mẹ mình cuốn sách này cũng là được con tinh thần vô cùng quan trọng. Ba mẹ mình không muốn đưa tên vào trong bìa sách là biên tập. Nhưng mà à, các bạn mà theo dõi Surprisoned Writer biết rằng là cái công sức của ba mẹ mình đổ vào cuốn sách là như thế nào. Và anh trai mình là một người mình rất là tin tưởng là có thể đặt lợi ích của bạn đọc và đặt lợi ích của những bạn mà yêu The Passion Writer, yêu sách lên hàng đầu thay vì chỉ là những người phân phối hàng chục cuốn sách, hàng chục đầu sách như bình thường. Do vậy là gia đình của mình đã đầu tư cho cuốn sách này cái thời gian công sức rất là lớn và mình rất là biết ơn. Mình kể câu chuyện này, mình nói rằng là khi bạn cầm lên một cuốn sách á, thì là một người đọc á, thì các bạn có thể trân trọng một tác giả. Nhưng mà ở một cái cạnh một người đã tự xuất bản á, thì mình trân trọng nhiều hơn nữa những cái công sức của những cái người ở trong ekip những cái trong những những cái người mà đã xúc tiến để mà cuốn sách có thể lên kệ cả một cái quá trình dài và ship sách đến tay bạn đọc thì nó là nó là cả một cái hành trình rất là lớn thì mình học được rất là nhiều và mình hy vọng là các bạn có thể đọc sách nhiều hơn có thể đọc một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản có thể là bắt đầu với câu hỏi tại sao có thể là bất kỳ một cuốn sách nào khác nhưng mình mong là các bạn có thể đọc nhiều hơn và đọc với một cái tư duy à, tích cực chiều mến và trân trọng hơn cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo bye